Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 1 tháng 2 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến về rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp tuyệt vời, những cây lan mà thời điểm hiện tại đang nụ rất là đẹp luôn, để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm sở hữu những cái giò lan và có thể thưởng thức ngay trong cái thời gian xuân tới này cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cái dòng lan dáng hương tam bảo sắc. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào thì chắc chắn là trong cái sân vườn của nhà mình không thể thiếu cái dòng tam bảo sắc đúng không ạ. Nhớ cây dáng hương tam bảo sắc cái mùa này là cái mùa hanh khô nên là cây top lá này cô chú anh chị này. Và em nghĩ rằng là những cây tam bảo sắc này đang chuẩn bị là đi vào cái mùa nụ rồi đấy ạ. Chuẩn bị là nhú nụ đến nơi rồi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng lá xếp rất là đẹp như thế này. Mà cái mùa này cô chú anh chị mua siêu lợi cân. Em đang để giá có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cô chú anh chị nhá. Mùa này thì ghép tam bảo sắc đẹp khỏi phải bàn luôn. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên xanh mướt với những cái giả hành vừa tầm ghép. Và cô chú anh chị có thể thấy là một số những cái rề sơn thủy tiên bây giờ đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Nói chung là tầm bây giờ có những cây nhú nụ thì nụ cũng rất là ngắn thôi. Có những cây nụ sớm thì cũng đang rất là ngắn thôi và đa số là chưa có nhú nụ đâu. Nên là cô chú anh chị đảm bảo rằng là mình sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn nhất. Bởi vì thực ra thì khi mà nó đã nhú nụ hẳn ra ngoài rồi ạ, vận chuyển đóng gói thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng. Đấy thì với tầm bây giờ cô chú anh chị lấy là đẹp mê luôn cô chú anh chị. Em đang để giá là 180.000 cho 1 kg sơn thủy tiên. Và bên này đây thì em đang có những cái rề sơn thủy tiên. Những cái rề này cô chú anh chị khi mà lên giò chắc chắn sẽ là những cái tác phẩm tuyệt vời. Cái giả hành công chú anh chị nhìn này, căng mướt. Rề này em gọi là cái rề số 3 này, hình số 3 nhé cô chú anh chị nhé. Hình sơn thủy tiên số 3. Em xin phép được bán với giá là 180.000 cho rề này. Và hình số 2 ạ. Hình số 2 đây cô chú anh chị, em xin phép được bán với giá là 200.000 và nguyên một rề luôn. Đó, nguyên một cái rề luôn như vậy. Và bên này đây sẽ là cái hình số 1 này. Hình số 1 đây cô chú anh chị nhá. Với hình này em xin phép được bán với giá nguyên rề là 100.000. Và bên này thì em đang có cái hàng thuần, cô chú anh chị mình cũng có thể lấy luôn hàng thuần. Nếu như là cô chú anh chị lười ghép một cái giò sơn thủy tiên thân mộc nú như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn này, sách nặng chịu tay luôn, phải nói là cực kỳ là đẹp ạ. Em còn có hai giò duy nhất thôi, hình này em gọi là cái hình số 11 nhá, hình số 10 nhá cô chú anh chị nhá, 190 ạ. Hình số 11 với giá cũng 190. Đó, thì cô chú anh chị mình có thể lấy hàng chậu này cũng được. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo trúc mành này cô chú anh chị này. Dòng lan hoàng thảo trúc mành, một cái cây lan cô chú anh chị biết rồi ạ. Thấy rồi đấy ạ, em không phải là lúc nào cũng bán cái cây trúc mành, mà cái thời điểm bây giờ là những cái cây trúc mành này đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa, cũng là cái mùa mầm gốc. Nói chung là một cái thời gian đẹp, một cái cơ hội tuyệt vời của cô chú anh chị mình được thưởng thức hoa trọn vẹn, cũng như là có cơ hội cao nhất để trồng thuần cây trúc mành thì em mới bán thôi. Chứ còn bình thường cái cây trúc mành này em cũng rất là ít bán, bởi vì nó cũng là dòng lan thuộc loại khá là khó tính. Em đang để giá trúc mành 170.000 trong 1 kg, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái lô trúc mành 0,3. Đó thì cô chú anh chị thấy ạ, cô chú anh chị mình có thể có ngay một cái giò trúc mành cực kỳ là đẹp để mà sưu tầm với giá hơn 50.000 thôi đúng không ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây lan hái mốc hồng. Cái dòng hái mốc hồng nào cô chú anh chị này thì cô chú anh chị nào mà đã từng được ngắm hoa chắc chắn là đều mê mẩn với cái vẻ đẹp vô cùng là tuyệt vời của dòng lan hái mốc hồng này ạ. Cây bé nhỏ nhưng khi mà nở hoa thì bông hoa của nó to như cái chén mắt trâu. Đây là vẻ đẹp của dòng lan hái mốc hồng nhé cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là đẹp luôn, bông hoa rất là to. Đó, và cái mùa bây giờ cũng là đang là cái mùa nụ của dòng hài mốc hồng nhá. Mùa nụ mùa hoa nên cũng là cái mùa ghép rất là đẹp của dòng hài mốc hồng cô chú anh chị nhá. Thì 1 kg của dòng hài mốc hồng hôm nay em đang để giá có 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em đang cân thử với cái lượng này.
cô chú anh chị nhìn thấy đây là một lượng 0,3, tức là rơi vào 39.000. Cô chú anh chị mình ghép mỏi tay luôn cô chú anh chị nhé. 39.000 được vài chục cây ạ. Thoải mái để cô chú anh chị mình ghép mỏi tay luôn. Và bên này thì em đang có một cái cũng là cái dòng hài. Thì cô chú anh chị mình một cái dòng hài mà cũng không kém phần xinh đẹp, đó là cái dòng lan hài Henry. Cái dòng hài Henry này thì cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em mỗi một cái chậu lan hài Henry nó xanh mướt xinh đẹp như thế này này. Mặt đông của dòng hài Henry đây cô chú anh chị nhá. Sai bông tự nhiên lắm luôn ạ. Cây Henry rất là sai bông nhé cô chú anh chị. Cái dòng lan hài Henry với hình dáng chiếc hài màu hồng, tím hồng, cánh sáp bóng và rất là dày, cực kỳ bền hoa. Thì một cái chậu hài Henry mà rất nhiều thân như thế này, em đang để giá một chậu có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Rất nhiều thân ạ, rất là đẹp luôn. Đó thì em đang có đây, em có thể gọi đây là chậu số 1 này, chậu số 2 này, chậu số 3, chậu số 4 và chậu số 5. Cô chú anh chị mình yên tâm rằng chậu nào cũng như chậu nào cực kỳ là đẹp luôn nhé. Và sang bên này đây thì em đang có hai cái chậu duy nhất, hai chậu hài dâu xanh. Một trong những dòng lan hài dâu xanh là một trong những dòng hài mà nhiều người chơi lan nói rằng là khá là khó thuần ạ. Thì đây ạ, em đang có những giò hài dâu xanh rất là đẹp, rất là khỏe như thế này. Thì một chậu hài dâu xanh này em đang để giá là 100.000 cho một chậu nhé. Và riêng hài dâu xanh này thì cô chú anh chị ngắm hoa thì có thể thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Đó là một cái hình dáng chiếc hài màu xanh với những dòm chòm dâu rủ xoăn tít ở hai bên cạnh, rất là độc đáo và đẹp luôn. Đó, 100.000 cho một cái chậu hài dâu xanh. Em đang có cái chậu số 24 và chậu 25, có hai chậu duy nhất, 100.000 cho một chậu. Và bên này là một cái chậu hài gấm duy nhất, rất là đẹp, và hài gấm thì cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ thôi. Đó, cây này thì rất là khỏe, rất là xinh như thế này. Chậu hài gấm này em xin phép được bán là 90.000. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài vệ nữ, hay người ta còn gọi là tiên hài ạ. Cũng không kém phần xinh đẹp cô chú anh chị nhá. Thì một cái chậu hài vệ nữ như vậy, cũng có những cái chậu mà nó đang có một số cây có nụ sớm thì đã có nụ rồi. Chậu rất là khỏe, rất là xanh như vậy. Thì em đang để giá một chậu như thế này cũng với giá là 100.000 thôi. Cô chú anh chị nhìn này, mình ngắm thân lá thôi cũng đủ đẹp đúng không ạ? Chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị nhé. Xanh mướt như vậy, 2 này, 4 này, 6 này, 7 chậu. Em có duy nhất 7 chậu xanh đẹp như thế này với giá là 100.000 cho một chậu. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài táo. Những cây hài táo thì thời điểm bây giờ đang nụ rồi. Cái chậu này em gọi là cái hình số 17 này. Với chậu hài táo đang có mèo nụ, hoa của hài táo cũng như thân lá của nó khá là giống với cả hài vân. Cái chậu hài táo này thì em không hề có chăm sóc luôn. Như là cây mọc hoang luôn cô chú anh chị, nên là nhìn thấy ạ, cả màng rêu mọc như vậy. Chậu hài táo này thì em xin phép được bán nó với giá chỉ có 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đang có một cái mèo nụ xinh đẹp như vậy, gọi là chậu số 17 và chậu số 16 này. Chậu này 3 cây này cô chú anh chị này. Đó, chậu 3 cây rất là đẹp. Em xin phép được bán 90.000, đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị. Chậu 4 cây và đang có mèo rất là khỏe luôn, 90.000 nhá. Và chậu tiếp theo là chậu số 15. Nói chung là riêng dòng hài thì rất là bền hoa. Chậu này thì cũng có 3 cây ạ. 3 cây trong đó thì đang có một mèo. Chậu này em bán 60.000 và chậu số 14 này. Đó, vài chục nghìn thôi. Cô chú anh chị mình có thể có những sở hữu những bông hài rất là xinh đẹp luôn. Cái chậu này đang mèo, em có hình gọi này hình 14. Xin phép em bán chậu này với giá là 80.000. Và chậu hài, đây cũng là chậu hài hài táo hay là hài Vân Nam nhỉ? Hài táo sao cô chú anh chị, đẹp lắm luôn ấy. Chậu này em bán giá là 100.000 nhá. Chậu 13 100.000. Và chậu số 12 em cũng xin phép được bán là 100.000. Biết là chậu hài táo cái chậu này thì được chăm sóc kỹ hơn, như là nhìn nó xanh rất là đẹp, 100.000. Và sang bên này đây thì em có hai lô kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy này. Cô chú anh chị nhìn cho em, cái thời điểm bây giờ thì những cây kim điệp xuân đang bắt đầu là chồi nụ ra nhé. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn này, một cái giả hành như thế này thôi cũng có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa luôn đấy ạ. Nên là với một cái lô kim điệp xuân như thế này, vài dề như thế này, cô chú anh chị cũng có thể làm một cái chậu lan rất là đẹp. Đó, hàng khô ráo mà cô chú anh chị mình yên tâm là sẽ cho mầm rất là tuyệt vời luôn. Ngắm mầm và ngắm những cái chùm hoa vàng rực rỡ của nó rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy, thì em có hai lô này. Mỗi một lô như vậy em để giá có 45.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Đủ làm nên một mùa vàng rực rỡ luôn đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này, đấy. Cô chú anh chị nhìn những cái thân khô cong queo như thế này, cô chú anh chị nghĩ rằng là không có sự sống, nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy cho em cái mắt nụ của nó đang bắt đầu là nhú lên rồi. Một số cây là mắt nụ nhú lên như vậy này. Mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên nhé cô chú anh chị nhé. À, bên này đây sẽ là những chậu lan trầm trắng ạ. Một cái dòng lan với cái vẻ đẹp thuần khiết rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Thơm,
rất là thơm nhé cô chú anh chị. Và một cái chậu lan trầm trắng như vậy, cô chú anh chị có thể nhìn cho em với thân căng mướt như thế này này cô chú anh chị này. Nhiều cô chú anh chị cứ thích là cái hàng phải nhú nụ ra cơ. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là với cái hàng mà nó đang chuẩn bị nụ thôi á, thì chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa một cách trọn vẹn nhất. Với những thân căng đẹp như thế này, không có lý do gì mà không cho mình những bông hoa đẹp đâu ạ. Một chậu trầm trắng như vậy giá chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan giả khao oai. Dạ, giả khao oai này, chậu cũng rơi vào ít nhất là từ 3 cho đến 4 thân trở lên. Đó, những cái chậu mà rơi 4-5 thân em xin phép bán 100.000 một chậu. Còn những cái chậu mà rơi vào 3 thân thôi em bán 80.000 cô chú anh chị nhé. Còn những chậu mà rơi 4-5 thân trở lên em bán giá là 100.000. Đó là những cái giò lan giả khao oai với những thân căng mướt mà đang chuẩn bị mắt nụ, chuẩn bị nụ. À, phải nói là đẹp xuất sắc như thế này. Đó, cô chú anh chị về thưởng thức một mùa hoa thôi cũng đã, một mùa hoa thôi cũng rất là đã mắt luôn rồi ạ. Và bên này đây ạ, em đang có hai cái mẫu hoa đen đô xuân. Cái dòng đen đô xuân mà siêu nụ và siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái, mỗi một cái chậu như thế này này. Mầm gốc thì lên chi chít là mầm luôn và siêu nụ đẹp như thế này. Một chậu này thì rơi vào ít nhất cái hàng này là cái hàng hoa chớp trắng tím ạ, cô chú anh chị. Chớp trắng tím rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Độ bền của dòng đen đô này rơi trên 2 tháng. Rơi trên 2 tháng em đang giới thiệu đến cô chú anh chị mình, đó là dòng đen đô chớp chớp tím ạ. Rất là đẹp. Mặt bông phải nói là vô cùng là xinh. Đấy, cho cô chú anh chị nào đang yêu mến cái dòng hoa đen đô xuân chớp tím này cô chú anh chị nhá. Dạ, em xin phép được giới thiệu kỹ để cô chú anh chị mình có thể tưởng tượng ra một cái chậu lan nó đẹp như thế nào. Mầm gốc này cô chú anh chị xanh biếc và rất nhiều mầm gốc như thế này nhá. Và một chậu như thế này thì rơi vào ít nhất là từ 5 thân hoa trở lên. Đó, rơi ít nhất là 5 thân hoa trở lên. Cô chú anh chị nhìn thấy cho em là siêu nụ như thế này nhá. Thân hoa thân nào thân đấy mập nú hơn ngón tay cái của em. Thì một cái giò đen rô xuân chớp tím xinh đẹp này em đang để giá là 170.000 cho một giò. Cô chú anh chị mình chơi hoa ít nhất là một tháng. Cô chú anh chị nếu như chơi kịch luôn có thể đến 2 tháng. Còn nếu mà cô chú anh chị muốn dưỡng cây thì cô chú anh chị có thể mình có thể chơi khoảng tầm 1 tháng thôi cũng được, để dưỡng mầm nó cô chú anh chị nhé. Với giá là 170.000 cho một cái giò đen rô chớp trắng tím và chớp tím và ít nhất là có 5 thân hoa cô chú anh chị nhé. Ít nhất 5 thân hoa hàng đang về và bao đẹp cho cô chú anh chị mình. Còn bên này đây thì em có thêm một cái mã màu, đó là cái dòng tím pha tím đỏ pha trắng. Đây là cái bông hoa to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa cực kỳ là to luôn cô chú anh chị nhìn cho em. Đây ạ. Đẹp mê luôn nhá cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu này thì nó rơi vào ít nhất là bao nhiêu thân nhỉ? Ít nhất là 4 thân trong một chậu cô chú anh chị ạ. Rơi vào ít nhất là 4 thân trong một chậu. Còn cái dòng trắng trắng chớp tím này này, rơi ít nhất là 5 thân. Còn bên này thì sẽ rơi ít nhất là 4 thân trong một chậu. Và em đang để giá cái dòng tím này này, đen đô hoa tím này nhá. Với giá là 160.000 cô chú anh chị ạ. 160.000. Đó thì nói chung là cả hai cái mặt hoa đều là hai cái mặt hoa rất là đáng thưởng thức. Cô chú anh chị muốn yêu thương cái mặt hoa nào, muốn sở hữu cái mặt hoa nào thì cứ báo em cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn như thế này. Mầm gốc thì cũng đang lên nhá. Mầm gốc đang lên. Thân nào thân đấy mập nú. Tuy nhiên thì em thấy là cái hàng mà cái hàng hoa trắng này thì nó có vẻ là sai bông hơn cái hàng hoa tím một chút. 160 để mình thưởng thức trong vòng hơn 2 tháng. Cái chậu lan này mà sau này nó nở rộ hết thì em nghĩ rằng là nó thực sự rất là tuyệt vời luôn. Thấy nó đúng cái mặt hoa mà em đang giới thiệu, cái chậu tím hồng kia nó là cái mặt hoa này này, rất là đẹp. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Đó. 160 một chậu và 170 một chậu. Cô chú anh chị lấy loại nào thì báo em ạ. À. Em cho cô chú anh chị mình nhìn kỹ lại một lần nữa. Tất cả các cái giò, các thân đều rất là đẹp như thế này. Đây là dòng đen rô chớp tím nhá, cô chú anh chị nhá. Chớp tím. Còn đây là dòng đen rô hoa tím này. Đó. Đẹp chưa cô chú anh chị? Ít nhất là 4 thân. Lấy loại nào cô chú anh chị hãy báo em nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan thanh đạm sữa này. Một cái dòng lan với những chùm hoa màu trắng sữa rủ dài rất là đẹp ạ. Cây này thì cũng đang có bắt đầu có nụ đây cô chú anh chị.
Đó, dễ thuần, dễ chăm, 100.000 cho một chậu. 100.000 cho một chậu này nhá, cô chú anh chị nhá. Thanh đạm sữa. Bên này thì em đang có hai cái chậu trầm rồng đỏ. Chậu này này, đang sưng mắt nụ này, to đùng này cô chú anh chị này. Hàng này thì về cái hoa của nó cô chú anh chị chơi khỏi bàn luôn. Đó. Nói chung là với tầm hoa như thế này thì cô chú anh chị chơi yên tâm luôn nhá. Chậu này em gọi là chậu số 1 100.000 ạ. Chậu số 2 trầm rồng đỏ số 2. Cái chậu này thì nó kém hơn một chút xíu và em bán hàng giống cho cô chú anh chị mình với giá 60.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ đây cô chú anh chị, thân nào thân đấy căng mướt luôn như thế này ạ. Hứa hẹn rằng cho cô chú anh chị sẽ là những cái thân hoa đẹp mê nhá. Có những cây đã bắt đầu là có những mắt nụ nổi khá là rõ rồi. Dòng năm cánh trắng Phú Thọ là chuẩn hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan như thế này, chiều cao ít nhất là từ 60 cm trở lên. Em đang rẻ giá có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 80.000 thôi cho một cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ như thế này này. Đó, và cái chậu nào mà có hai thân ý ạ. Chậu hai thân cũng mỗi một thân rơi từ ít nhất là 80 cm ấy, thì em xin phép được bán 120. Đây này cô chú anh chị này, chậu này có hai thân này, mắt nụ nổi rất là rõ rồi. Đấy thì cô chú anh chị muốn lấy chậu một thân hay là chậu hai thân với giá tiền là 80.000 cho một chậu, một thân từ 60 cm trở lên hãy báo em. Đây là cái dòng lan em bảo hành chuẩn mặt bông năm cánh trắng Phú Thọ, từng nổi đình nổi đám. Dòng lan cơ sở của dòng lan va đây cô chú anh chị nhá. Với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Cái dòng lan người ta coi là đệ nhất hương đấy ạ. Cái dòng quế lan hương này thì hiện tại đang ra rễ rất là khỏe và rất là đẹp luôn như thế này này. Hàng em đang trồng thuần sẵn. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 20. Chậu này 3 cây như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Em để giá 150.000. Riêng dòng quế lan hương này này, cây này cô chú anh chị nhìn thấy là năm ngoái cho hoa rồi. Chỉ cần một nhánh thôi, một nhánh quế lan hương thôi cũng đủ làm nên một mùa tháng 8 với cái hương thơm tuyệt vời luôn ạ. Cái giò tiếp theo là giò 21 ạ, 3 cây và rất là to luôn cô chú anh chị nhá. 3 cây rất là to này. Xin phép em được bán với giá là 190.000 cho chậu này, 3 cây rất là to. Và chậu tiếp theo là chậu số 22 ạ. Chậu này em bán với giá cũng 150.000 thôi này cô chú anh chị. 150.000 cho chậu này và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 20 ạ. Chậu này gọi là chậu số 23. Chậu 23 cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Chậu này thì cũng đang có rất là nhiều cây mà năm trước đã cho hoa nhé. Hàng lá xếp đẹp như vậy đấy ạ. Cái chậu này em xin phép được bán là 180.000. Sang bên này đây sẽ là dáng hương tam bảo sắc. Hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu này. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên chờ hoa thôi. Cái chậu này em gọi là chậu số 18 ạ. Em bán 100.000 và chậu số 19 cũng 100.000. Và dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng đây cô chú anh chị nhé. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Những cái chậu dáng hương đuôi cáo, mỗi một cái chậu như thế này đã thuần rất là lâu rồi cô chú anh chị ạ. Chậu này em gọi là cái chậu số 1 này, với giá là 150.000 ạ. Chậu số 2 ạ, cũng với giá 150.000. Đó, cô chú anh chị ngắm kỹ cho em và có thể chọn hàng. Và chậu số 3 cũng với giá là 150.000 nhá. Chậu số 4 này, 100, quá là đẹp. Chậu này em xin phép được bán với giá 160.000 và chậu số 5 này 150.000 và chậu số 6 150.000 và chậu số 7 này cũng 150.000 luôn. 150.000 luôn cô chú anh chị nhìn ạ. Và chậu số 8 quá đẹp luôn. Những cây lá xếp thẳng tắp rất là đẹp như thế này, chậu này em bán 160. Và chậu số 9 này, bản lá to bự luôn cô chú anh chị ạ. Chậu 3 cây, có những cây bản lá rất là to luôn, 150.000. Dạ, ngoài ra thì em có thêm những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Em đang có một cái món đặc sản của vùng Cao Bằng, đó là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng cho quý chị nhé. Cái túi chè này là được trồng ở vùng núi Phe Đén ạ, với độ cao trên 1.000 m² so với lực mực nước biển. Chính vì vậy mà cái dòng chè ô long này sẽ đem đến nó có một cái hương vị cũng như là cái vị nó rất là khác so với cả chè của những vùng khác cô chú anh chị ạ. Hoàn toàn là những cái chè búp chè rất là sạch, được sao tay tự nhiên, chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Với giá một túi như vậy em bán là 170.000 cho túi nửa kg nhé cô chú anh chị nhé. Một túi như vậy là nửa kg đấy ạ. Bên này đây sẽ là rêu rừng này cô chú anh chị này. Rêu rừng cô chú anh chị nhìn cho em, cái lô rêu về nó quá là đẹp như vậy. Thì 1 kg của dòng rêu rừng này được siêu nhiều luôn cô chú anh chị nhé. 1 kg phải là cô chú anh chị tưởng cứ tưởng tượng là một cái túi xanh mà hay đi chợ chợ ấy ạ, cái túi nhựa xanh, túi giấy bóng xanh hay đi chợ ấy, ném rất là chật thì mới chứa được 1 kg. Đó. Thì một cái ném rất là chật nhé thì mới chứa được 1 kg. Rêu như vậy thì 1 kg này em đang để giá là 50.000. Và bên này thì em đang có
Atonic này, Duy Xanh này 50.000 cho một ống này, Duy Đỏ 60.000 cho một ống, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp nhé, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, Sốc Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, Atonic 12.000 cho một gói. Và B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 80.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Liền da Mỹ Tiến đây 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 và cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn đi đâu rồi. Đó. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn cũng với giá là 25.000 cho một lọ. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm mẹ 15.000 một túi. Còn bên này thì em đang có phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp nhé, 35.000 cho một túi 1kg. Bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ thịt chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1/2 tháng. Sản phẩm với giá là 35.000 cho một túi. Và bảng dớn cô chú anh chị này, cái mùa ghép lan đến rồi. Bảng dớn thì em có hai cái kích cỡ, đó là kích cỡ 13-30 với giá 15.000 và kích cỡ là 20-40 với giá là 22.000 cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có thêm sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăm, dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhé. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ấy ạ, thì cánh hoa hồi thì người ta có thể từ rất là lâu rồi, người ta cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe. Thì từ những cái dòng giọt tinh dầu hồi đó thì bên em đã chiết xuất ra những cái cánh hoa hồi đó, đã được chiết xuất ra những cái giọt tinh dầu hồi này. Và chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái tác dụng dược liệu vô cùng là tuyệt vời. Giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát, và đặc biệt cái mùi hương của nó sẽ giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời. Thư giãn tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị cứ thử một lần, thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi, cái cảm giác thư giãn mà nó đem lại đi ạ. 40.000 cho một lọ nhé cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.